Rồi ở đây thầy sẽ demo một lệnh for và một lệnh while để chúng ta sẽ so sánh ha. Bây giờ giả sử thầy có chỗ này là n, thầy nói rằng là bạn hãy xuất ra tất cả các số chẵn từ 1 đến n. Các số chẵn từ 1 đến n, nhập vào một cái n và xuất. Như vậy chúng ta sẽ dùng lệnh for. For in y bằng 0 đến n cộng cộng. Đó. Thầy yêu cầu là 1. Thì chỗ này chúng ta là y bằng 1. Y nhỏ hơn n. Chú ý chỗ này nhé. Thầy nói rằng là gì? Thầy nói rằng là gì? Xuất các số chẵn từ 1 đến n. Vậy lệnh for của thầy như vậy ổn chưa? Tại sao? Không, thầy đang mới nói cái for thôi. Y bằng 1, y nhỏ hơn n, y cộng cộng. Ổn chưa? Tại sao? Ok. Đấy, chỗ đó các bạn phải chú ý giúp thầy. Phải có bằng n nữa. Nếu như mà thầy nhập số 8 thì nó chạy đến số 6 là nó dừng. Phải có bằng nó mới in được số 8. Chú ý chỗ đó. Chỗ này chúng ta sẽ if nếu như y phần trăm với 2 bằng bằng 0, tức là số chẵn. Nếu số chẵn thì cancel chấm right, chúng ta sẽ in cái số đó ra. Cancel chấm right line, in cái số đó ra. Số đó là y. In nó ra. Hết. Người ta nói là in các số chẵn. Xuống dòng thì nó không đẹp lắm. Mình bỏ xuống dòng đi. Và chỗ này mình sẽ cộng thêm khoảng cách cho nó dễ nhìn hơn. Ví dụ nhập vô số 11, enter, nó sẽ in ra là 2 4 6 8 10. Như vậy chúng ta đang sử dụng dòng lập for. Dòng lập for thì chúng ta có cái chặng trên của chúng ta. Chúng ta for y chạy từ 1 đến n và chúng ta biết trước được số lần lập 1 đến n thì chúng ta dùng for. Nhưng với bài toán này, nếu chúng ta muốn dùng while được không? Được. While cái gì? Y nhỏ hơn bằng n. Chú ý chỗ này giúp. Tại sao lỗi? Tại sao? Trùng biến. Ok. 2y. Đúng
lệnh pho thì mình khai báo. Bây giờ chỗ này là x đi, y dài đi. Vấn đề chưa? Ok. Thằng for thì mình có thể khai báo ngay bên trong vòng for. Nhưng mà tại sao? Tại vì cái lệnh, cái dòng while của mình là y nhỏ hơn n. Nhưng mà y nó đâu biết giá trị nhiều đâu nhỏ. Nó không có khử tạo. Cho nên nó báo lỗi syntax vậy đó. Mình phải khai báo ở ngoài, sau mình gán một cái y bằng một cái giá trị khởi tạo. Thì vô bên trong nó mới biết là nhỏ hơn n hay là lớn hơn n chứ. Chứ mình không khởi tạo sao nó biết. Cho nên nó báo lỗi syntax vậy đó. Được chưa? Rồi. Tương tự như vậy. Thì trong này mình cũng nếu y chia cho 2 bằng 0 thì làm gì? Bỏ luôn mở ngoặc được không? Console chấm write. Rồi, console chấm write. Chúng ta sẽ cũng có 1 2 cộng cho y chấm phẩy hết chưa ta? À, y dài. Nếu y dài xong chưa? Hết chưa? À, y cộng cộng làm xong phải tăng lên chứ. Chứ không tăng nó đâu có tự tăng. Còn cái thằng for hồi nãy thì sao? Nó cũng tăng đi chứ. Ừ. Thì nó cũng đủ một bộ chừng đó à. Cũng chừng đó, lệnh đi tới đi lui cũng chừng đó à. Lệnh for là nó cộng ngay trên vòng for. Còn lệnh while là nó không có cộng. Thì mình ở dưới mình phải cộng. Như nhau. Hai cái đều như nhau cả. Mình ghi vậy là nó ghi nguyên dòng luôn á, nó không có xuống dòng cho mình. Một một enter 24680 24680, đúng ra là chỗ này mình sẽ xuống dòng cái thì nó dễ nhìn hơn. Vậy mình muốn xuống dòng cái thì mình thêm code ở đâu? Thêm đâu? Ừ, ngoài dòng for thì kết thúc for đi. Kết thúc for đi một cái rồi mình xuống dòng hết. Hết rồi. Ok. Rồi, trong đoạn code này có bạn nào cần phải giải thích gì thêm không? Thoải mái nha. Thấy hiểu là hiểu, mà không hiểu thì nói không hiểu nha. Chứ đừng có gục gục rồi mai mốt biểu code, không biết code. Thầy không thích chuyện đó. Không hiểu, nói không hiểu. Ok. Chú dưới này nè. Lớp nào? Em lớp nào? Lớp này có ổn không? Ổn không? Chắc nha. Ok. Chứ không để đến lúc mà không có được cũng khó lắm. Rồi, như vậy mình đã demo xong lệnh for và while. Bây giờ đối với lệnh do while thì khi nào sử dụng do while? While trước. Cái này là while trước. Nó có một cái lệnh while ở phía sau.
thì khi nào?